thì để chuẩn bị cho việc kiểm tra tốt trong đợt tới thì bây giờ chúng ta thầy trò chúng ta sẽ đi nghiên cứu, sẽ đi giải chi tiết cái đề cái đề này để kiểm tra của chương 1 của thu, thuộc chương trình vật lý lớp 10 xem coi nội dung nó như thế nào đây. Thì trước khi đi giải về cái đề này thầy nói sơ lược cho chúng ta. Trong đề này nó gồm có 20 câu trắc nghiệm nó sẽ rải đều từ bài số 1 cho tới bài công thức cộng vận tốc. Đúng chưa? Từ bài số 1 đến bài công thức cộng vận tốc. Rồi uh, Trong cái phần 2 La Mã đó là phần tự luận. Thì cái phần tự luận của ông ta nó gồm có hai bài tập. Bài số 1 là cái bài liên quan tới chuyển động biến đổi độ đều. Đúng không? Bài số 1 là bài liên quan tới chuyển động biến đổi độ đều. Bài số 2 là bài liên quan tới sự rơi tự do. Và bây giờ chúng ta thử đi giải cái đề này xem coi nội dung nó như thế nào đây. Rồi, bây giờ chúng ta qua câu số 1. Người ta nói rằng câu số 1 chúng ta đi tìm hiểu về câu số 1 nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi tìm hiểu câu số 1 xem coi nó như thế nào đây. Thì câu số 1 người ta nói rằng đây câu số 1 Điều nào sau đây là đúng khi nói về chất điểm? Thì chúng ta nhớ chất điểm là một vật có kích thước rất bé so với quỹ đạo chuyển động của nó. Như vậy câu số 1 đáp án A những vật có kích thước nhỏ là không đúng nè. Câu B là những vật có kích thước rất nhỏ so với chiều dài chuyển động, đáp án B là đáp án chính xác nè. Câu C chất điểm là những vật có kích thước rất nhỏ là không đúng rồi. Câu D chất điểm là những vật có kích thước lớn cũng là sai. Như vậy câu số 1 của chúng ta đáp án đúng là đáp án B. Được chưa? Đó là xong nội dung câu số 1 của chúng ta. Bây giờ chúng ta qua câu số 2. Trường hợp nào dưới đây có thể coi vật là chất điểm? Câu A, trái đất trong chuyển động tự quay quanh mình của nó. Như vậy không phải rồi đúng không? Kích thước của nó rất lớn so với quãng đường chuyển động như vậy không được coi là chất điểm. Hai hòn bi va chạm với nhau thì cũng không được coi là chất điểm. Đúng chưa? Rồi người nhảy cầu lúc đang rơi xuống nước thì kích thước của người này đúng không so với cầu nước thì rất là gần thôi. Nhưng chúng ta thấy cái môn nhảy cầu đó, đúng không? Môn nhảy cầu trong thể dục thể thao đó thì chúng ta thấy từ cái cầu mà nhảy xuống nước thì rất là gần. Như vậy người này không được coi là chất điểm. Nhưng cái đáp án D nè, giọt mưa lúc đang rơi đúng không ví dụ như hồi giọt mưa của ông ta rơi có kích thước giả sử như từ cái vị trí nó cách chúng ta giả sử như 50 km đi chẳng hạn kích thước của một mưa rất nhỏ so với quãng đường chuyển động do đó giọt mưa được coi là chất điểm câu số 3 phương trình chuyển động dọc theo trục x có dạng như thế này người ta yêu cầu mình tìm quãng đường của chất điểm đi được sau 2 giờ là bao nhiêu đúng chưa tính quãng đường của chất điểm đi được sau 2 giờ nha thì chúng ta chú ý một điều này. Cái phương trình chuyển động này đây là phương trình bậc nhất của thời gian. Phương trình tọa độ là phương trình bậc nhất thời gian. Vậy mình nhớ tới cái phương trình bậc nhất thời gian đó chính là phương trình chuyển động thẳng đều. X này sẽ bằng x0 cộng cho V nhân t. Được chưa? X sẽ bằng x0 cộng V nhân t. Trong đó x0 này là tọa độ ban đầu của vật so với gốc tọa độ được tức là vị trí ban đầu của vật so với góc tọa độ. Còn V này là vận tốc. Như vậy mình so sánh với cái phương trình này, mình kết hợp mình so sánh với phương trình này. Thì mình nhận thấy rằng hệ số tự do là x0. Vậy từ đây chúng ta thấy x0 là bằng trừ 8. Và V của chúng ta là hệ số trước T là 3. Bài này người ta yêu cầu mình tính quãng đường đi được sau 2 giờ. Như vậy chuyển động thẳng đều thì quãng đường bằng V nhân T quãng đường tỷ lệ thuận với thời gian được chưa vì vận tốc là hàng số rồi nha như vậy v của chúng ta đây nè là ba nè nhân cho t là hai như vậy ra 6 anh này đơn vị km anh này đơn vị giờ như vậy đây là 6 km trên giờ đáp án c xin lỗi 6 km nha quãng đường nha 6 km thôi rồi chúng ta qua cầu số 4 chọn câu sai. Trong chuyển động thẳng đều tốc độ trung bình như nhau trên mọi quãng đường là đúng, đúng không? Chúng ta đã định nghĩa chuyển động thẳng đều là chuyển động. Thứ nhất là quỹ đạo là đường thẳng, thứ hai là tốc độ trung bình nó như nhau trên mọi quãng đường, đúng không? Tốc độ trung bình không đổi, được chưa? Như vậy câu này đúng nè. À. Câu B, quãng đường đi được của chuyển động thẳng đều được tính bằng công thức S bằng V nhân T, chính xác luôn quãng đường sẽ tỷ lệ thuận với thời gian chuyển động. Câu C, trong chuyển động thẳng đều vận tốc được xác định bởi công thức V bằng V0 cộng A nhân T. Đây là đáp án sai. Chuyển động thẳng đều thì vận tốc nó là hằng số rồi. Đúng không ạ? Công thức này chỉ áp dụng đúng cho trường hợp chuyển động biến đổi độ đều thôi. Đây là công thức tính vận tốc trong chuyển động biến đổi độ đều của chúng ta. Rồi, như vậy câu này là câu sai mình chọn nó nè. Còn câu D phương trình tọa độ x bằng x0 cộng v nhân t chính xác. Rồi, bây giờ tiếp tục chúng ta qua câu số 5. Phương trình chuyển động của chất điểm có dạng x bằng 5 cộng 60t. Chất điểm đó xuất phát từ điểm nào và chuyển động với vận tốc là bao nhiêu? Đúng chưa? Chất điểm đó xuất phát từ điểm nào nha? Như vậy muốn biết nó xuất phát từ điểm nào thì chúng ta so sánh với cái phương trình tổng quát mình là x bằng x0 cộng v nhân t. Từ đây chúng ta suy ra x0 hệ số tự do là 5, v của các bạn là 60. Như vậy muốn biết nó xuất phát từ điểm nào thì mình chỉ việc nhìn x0 thôi. Thật ra x0 đó chính là vị trí ban đầu của vật. Tức là điểm A so với góc tọa độ được chưa? Như vậy cái câu này chúng ta nhận thấy chỉ có đáp án C hoặc đáp án D nè. Nó xuất phát từ điểm M này, cách gốc tọa độ là 5 nè, chính xác rồi, tại x0 mình là 5. Rồi nhìn vào đây chúng ta thấy V của các bạn là có phải là 60 không? Vậy đáp án này sai nè. Do đó câu số 5 đáp án đúng của mình là đáp án D. Tiếp tục chúng ta qua câu số 6. Một ô tô chuyển động thẳng đều với vận tốc Đây là V Bến xe nằm ở đầu đoạn đường Xe ô tô xuất phát từ một điểm cách bến xe là 5 km Chọn bến xe làm vật mốc Đúng không? Gốc thời gian Thời điểm ô tô xuất phát là mốc thời gian Chọn chiều dương của ô tô làm chiều chuyển động Người ta hỏi phương trình chuyển động của xe này là bao nhiêu Thì cái bài này là bài toán viết phương trình chuyển động chúng ta muốn viết phương trình chuyển động thì như thầy đã nói nhiều lần rồi đúng không chúng ta phải chọn hệ quy chiếu mà đề bài người ta đã chọn hệ quy chiếu cho mình rồi nè đây nè cái này là hệ quy chiếu nè đúng không thứ nhất là góc tọa độ nè chọn bế xe làm móc nè góc thời gian nè là lúc này xuất phát nè rồi trục tọa độ là chiều dương là chiều chuyển động nè như vậy người ta đã chọn sẵn cho mình hệ quy chiếu rồi bây giờ mình chỉ việc làm theo hệ quy chiếu này thôi. Chứ chúng ta không được chọn hệ quy chiếu khác nha. Ta lưu ý nếu đề bài người ta đã chọn sẵn hệ quy chiếu cho mình thì mình phải làm theo hệ quy chiếu đó. Rồi bây giờ thầy có thể vẽ hình ra. Đây chọn bến xe làm mốc giả sử như đây là bến xe như vậy làm mốc thì nó là điểm ô Gốc thời thời điểm ô tô xuất phát là mốc thời gian chọn chiều chuyển động làm chiều dương như vậy đây là chiều chuyển động. OX oh, đây là chiều dương. Đúng chưa? Rồi bến xe nằm ở đoạn đường đoạn đường và xe xuất phát từ một điểm cách bến xe là 5 như vậy xe xuất phát từ điểm M đây. Cách cái bến xe đoạn này là 5 đây. Như vậy nhìn vào đây chúng ta thấy đây là vị trí ban đầu của xe so với góc tọa độ thì đó chính là x0 của mình. Và xe này nó đang chuyển động theo chiều dương như vậy Đây là vector V của chúng ta Vậy chúng ta có phương trình tọa độ có dạng x bằng x0 cộng v nhân t x0 ở đây là 5 cộng cho v là cùng chiều dương rồi là 40 nhân t Do đó câu số 6 đáp án đúng của mình là đáp án A Được chưa? Đó là xong nội dung câu số 6 của chúng ta Bây giờ chúng ta qua câu số 7. Biểu thức nào sau đây dùng để xác định gia tốc trong chuyển động biến đổi độ đều? Thì chúng ta nhớ gia tốc trong chuyển động biến đổi độ đều sẽ được tính công thức A bằng VT trừ V0 chia T trừ T0. Đúng không? Ngay công thức này. Cái này chỉ việc thuộc công thức thôi nha. Câu số 8. Trong chuyển động thẳng nhanh dần đều thì người ta hỏi xét về dấu giữa A và V thì mình nhớ rằng trong chuyển động thẳng nhiên đều thì vectơ gia tốc và vectơ vận tốc sẽ cùng phương cùng chiều. Từ đây suy ra tích số 2 này nó là số dương, tức là a và v sẽ cùng dấu với nhau. Vậy câu số 8 này đáp án đúng của mình phải là đáp án C. A và V luôn cùng dấu. Còn chúng ta lưu ý rằng trong chuyển động chậm dần đều thì a và v vét hai vectơ này cùng phương nhưng ngược chiều với nhau. Như vậy tích số nó nhân nhau nó là số âm Tức là A và V sẽ trái dấu nha Ta nhớ chuyển động thẳng biến chậm dần đều là như vậy nha Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục qua câu số 9 Chỉ ra câu sai Vận tốc tức thời của chuyển động thẳng biến đổi đều Có độ lớn tăng hoặc giảm đều theo thời gian Đúng không? Vận tốc tức thời của chuyển động thẳng biến đổi đều có độ lớn tăng hoặc giảm đều theo thời gian nè. Câu này thử coi đúng hay sai nha. Chúng ta nhớ vận đây là chuyển động biến đổi độ đều thì vận tốc nó có thể tăng lên hoặc giảm xuống. Như vậy giảm đều theo thời gian câu này là đúng nè. Câu B, gia tốc của chuyển động thẳng biến đổi đều có độ lớn không đổi là đúng rồi. Trong chuyển động thẳng nhanh dần đều hoặc thẳng chậm dần đều thì gia tốc luôn là hằng số. Chính xác, đúng. Câu C, Vector gia tốc của chuyển động thẳng biến đổi đều có thể cùng chiều hoặc ngược chiều với vector vận tốc. Cũng chính xác. Đây, thầy mới nói ở trên đây. Nếu nhanh dần đều thì hàng này cùng chiều với nhau. Còn nếu chậm dần đều thì hàng này ngược chiều với nhau. Như vậy, cái câu C này cũng là đúng. Vector A có thể cùng chiều hoặc ngược chiều với vector vận tốc. Rồi, chúng ta coi câu D nè. Trong chuyển động thẳng biến đổi đều quãng đường đi được trong những khoảng thời gian bằng nhau thì bằng nhau đây là sai ví dụ nếu nó là chuyển động nhanh đều thì trong những khoảng thời gian bằng nhau thì quãng đường sẽ tăng lên còn chậm dần đều thì trong những khoảng thời gian bằng nhau quãng đường nó sẽ giảm xuống như vậy câu số 9 đáp án sai là đáp án D rồi bây giờ ta qua câu số 10 một vật chuyển động có phương trình như màn hình của các em quan sát này. Sau 10 giây vạch đi được quãng đường là bao nhiêu? Bây giờ chúng ta nhận thấy cái phương trình vận tốc nó biến đổi theo hàm bậc nhất của thời gian. Như vậy chúng ta nhớ tới công thức VT bằng V0 cộng AT. Vậy đây chắc chắn là chuyển động biến đổi đều. Mà chuyển động biến đổi đều thì quãng đường đi được chúng ta sẽ được tính bằng công thức S bằng V0 nhân T cộng 1 phần 2 A nhân T bình. Được chưa? Ở đây các bạn phải tìm V0 tìm A là bao nhiêu? Mình so sánh hai cái phương trình này, thầy sẽ suy ra được V0 là hệ số tự do là 10. Cái này đơn vị mét trên dây. A của các bạn là trước T, nó bằng 2 mét trên dây bình. Vậy thầy thay thế vào đây. V0 là 10 Nhân cho T là 10 Cộng 1 phần 2 A e, thế là bằng 2 Nhân T bình phương là 10 bình phương Như vậy đơn giản đi 100 cộng 100 ra 200 m Đáp án đúng là đáp án C Đó là xong nội dung bài số 10 của ông ta Bây giờ chúng ta sẽ qua câu số 11 Một ô tô đang chuyển động với vận tốc thì khi gặp bài toán mà gặp chữ đang chuyển động đó thì đó là v0 bằng 54 km/h. Thì người lái xe hãm phanh. Đúng không? Ô tô chuyển động thẳng chậm dần đều sau 6 giây thì dừng lại. Như vậy chúng ta nhớ khi gặp bài toán gặp chữ đang thì đó là v0 và V0 ở đây là 54 km trên giờ chúng ta sẽ đổi ra lấy số đó chia cho 3,6 tức là 15 m trên giây nè. Ô tô chuyển động chậm dần đều sau 6 giây T bằng 6 thì dừng lại như vậy đập gặp chứ dừng lại thì đó là VT bằng 0. Người ta hỏi quán đường ô tô đi được là S. Được chưa? Tương tự như vậy, chúng ta tính S, chúng ta có thể dùng công thức V S bằng V0T cộng 1 phần 2 AT bình. Có V0, có T, nhưng chưa có A. Bây giờ thầy sẽ tìm gia tốc A. Khi có V, chúng ta như vậy, chúng ta dùng gia tốc A bằng VT trừ V0 chia cho T trừ T0. Rồi các em thấy số vào. VT của các bạn là bằng 0, trừ cho V0 là 15. 15. Chi cho T là 6. T0 thì chúng ta chọn bằng 0 rồi. Chúng ta khỏi ghi ha. Như vậy thầy thay thế vào đây. S sẽ bằng V0. V0 là 15. Nhân T là 6. Cộng 1 phần 2. Nhân A là. A là trừ nè. A chỗ này là trừ 15 phần 6 nè. Như vậy nhân trừ 15 phần 6. Nhân T bình là 6 bình nè. Rồi chúng ta bấm máy cái anh này thì sau khi bấm máy xong kết quả của mình nó sẽ ra là 45 m. Vậy câu số 11 đáp án đúng của mình là đáp án A. Rồi, câu số 12. Công thức tính quãng đường đi được của vật rơi tự do. Thì chúng ta nhớ quãng đường đi được trong sự rơi tự do là S đó bằng h đó là 1/2gt bình. Công thức trong sách giáo khoa có rõ rồi chúng ta chọn đáp án B. Câu 13. Đặc điểm nào dưới đây không phải là đặc điểm của sự rơi tự do? Câu A: chuyển động theo phương thẳng đứng chiều từ trên xuống. Chính xác, đúng không ạ? Chúng ta đã biết đặc điểm của sự rơi tự do là có phương thẳng đứng chiều từ trên xuống dưới và đó là chuyển động nhanh dần đều cũng chính xác luôn. Hai thằng này chính xác nè. Tại một vị trí xác định ở gần mặt đất mọi vật rơi như nhau đúng không tại vị trí xác định ví dụ như ở ở nhà thầy đi hoặc là ở nhà các bạn đi đúng không đó là vị trí xác định mọi vật rơi tự do mọi vật rơi tự do là như nhau tức là gia tốc trọng trường nó là như nhau đó được chưa ở thả cùng độ cao thì nó sẽ chạm đất cùng một lúc nếu bỏ qua đây là sự rơi tự do nha như vậy câu này cũng đúng nè cái câu d công thức tính vận tốc là chúng ta có VT bằng G nhân T mới được chứ không phải là T bình. Như vậy đây nó sai T bình do đó đáp án sai là đáp án D. Câu số 14. Nếu lấy gia tốc rơi tự do G bằng 10 m trên dây bình thì tốc độ trung bình của chuyển động rơi tự do từ độ cao 20 m xuống đất là bao nhiêu? thì thầy đã nói rồi, chúng ta muốn tính tốc độ trung bình thì các bạn chỉ việc lấy quãng đường đi được chia cho thời gian để đi quãng đường đó thôi. Đúng không ạ? Ở đây quãng đường đi được đây nó rơi từ đây đến đây, quãng đường nó có phải là 20 m không? Đúng không? Đây quãng đường 2 m. Vậy chúng ta cần phải tính thời gian rơi. Và thời gian rơi của chúng ta sẽ được tính bằng công thức căn bậc 2 h chia g thế vào 2 nhân h h của chúng ta là bằng 20 chia g là 10 như vậy đơn giản đi được là còn 2 giây được chưa 4 căn 4 ra 2 vậy thầy thay thế vào đây S là 20 m chia cho T là 2 như vậy nó được là 10 m trên dây vậy đáp án đúng mình là đáp án C câu 15 câu 15 một vật rơi tự do từ độ cao là 80 mét quãng đường vật rơi được trong 2 giây quãng đường đi trong 2 giây và tính quãng đường đi trong giây thứ hai thầy gọi là delta s2 đi thì quãng đường đi trong 2 giây chúng ta tính dễ dàng đúng không chúng ta chỉ việc thế vào thôi công thức tính sự rơi tự do quãng đường đi được là 1/2 gt bình Quãng đường đi được trong 2 giây thì các bạn thế t bằng 2 vào đây. Như vậy nó sẽ bằng 1/2 nhân g là 10 nhân cho 2 bình. 2 bình là 4, 4 chia 2 được 2, 2 nhân 10 ra 20 m. Đây là quãng đường đi được trong 2 giây. Vậy để tìm quãng đường đi được trong giây thứ 2 là delta S2 này. Các em chỉ việc lấy quãng đường đi trong 2 giây trừ đi quãng đường đi trong 1 giây là ok, là xong. Vậy bây giờ thầy sẽ phải tính quãng đường đi được trong 1 giây nữa nha. Thầy thế vào 1/2 g thế bằng 10. T các em thế bằng 1 bình, được không? Như vậy nó ra 5 m. Từ hai thằng này chúng ta suy ra quãng đường đi được trong giây thứ 2 bằng quãng đường đi trong 2 giây trừ đi quãng đường trong 1 giây. 10 20 5 thì được 15. Như vậy đáp án 20 và đáp án 15. Đáp án A. Câu số 15 đáp án A. Tới câu số 16. Các công thức liên hệ giữa tốc độ gấp chu kỳ. Đúng không? Giữa tốc độ gấp tần số được tính bằng công thức nào? Thì trong sách giáo khoa người ta nói nói rõ T bằng 2B chia omega rồi. Từ đây các em suy ra omega bằng 2B chia T nè loại loại hai đáp án này. Rồi chúng ta nhớ thêm công thức nữa omega bằng 2 pi 1 trên T là F như vậy các em nhớ công thức này omega bằng 2 pi F. Chỉ cần nhớ một công thức này thôi thì các công thức trên này đều suy ra được. Tại vì F này bằng 1 trên T là nghịch đảo như vậy nó chạy ra công thức này. Đúng không ạ? Do đó câu số 16 chúng ta nhận thấy omega bằng 2 pi chia T, omega bằng 2 pi F đáp án A. 17. Chuyển động nào dưới đây được xem là chuyển động tròn đều? Thì mình nhớ rằng chuyển động tròn đều nó có hai, nó phải thỏa mãn hai yếu tố. Thứ nhất là quỹ đạo là đường tròn. Thứ hai là tốc độ trung bình trên mọi cung tròn là như nhau. Như vậy chúng ta coi câu A chuyển động của vô đầu van bánh xe bánh xe đạp đây là chuyển động tròn rồi, quỹ đạo nó đường tròn. Khi đang chuyển động, khi xe đang chuyển động chậm dần đều là sai. Như vậy vận tốc nó giảm đều là không đúng rồi. Câu B chuyển động quay của trái đất quanh mặt trời thì trái đất chuyển động quanh mặt trời quỹ đạo của nó không được coi như là đường tròn, quỹ đạo nó là hình elip nhá. Đúng không? Đây là mặt trời đây thì quỹ đạo nó là hình elip. Mặt trời đóng vai trò là một trong những hai một trong những tiêu điểm của nó đó. Được không? Như vậy câu này cũng không đúng. Câu C chuyển động của một điểm trên đầu cánh quạt trần khi cánh khi vật nó đang khi quạt đang quay đều như vậy đang quay đều thì tốc độ tốc độ nó không đổi đúng không ạ đang quay đều thì tốc độ nó không đổi rồi quỹ đạo nó là chuyển động được chưa quỹ đạo nó là chuyển động tròn do đó nó chính là chuyển động tròn đều đáp án C còn cái câu D này khi vừa tắt điện thì đây là chuyển động chậm dần rồi không đúng rồi câu số 18. Một đĩa tròn bán kính, bán kính là chữ R, là 30cm. Chúng ta nên đổi ra mét, tại vì chúng ta thấy vận tốc này đều là mét nè. Như vậy 30cm, thầy đổi ra mét là 0,3m. Đĩa quay một vòng hết đúng 0,2 giây. Thì chúng ta nhớ chu kỳ là thời gian nó để chuyển động một vòng. Như vậy nó quay một vòng đúng cái thời gian là 0,2 giây. Vậy chu kỳ T bằng 0,2 giây. Tính tốc độ dài. Thì chúng ta nhớ tốc độ dài V bằng omega nhân R. Rồi thầy có thể thay thế vào omega lại bằng 2 pi chia T nhân R. Rồi ta có hết chúng ta thế số vào 2 nhân pi nhân R là 0,3 chia cho T là 0,2 đơn giản đi số 0 số phẩy số phẩy bỏ luôn như vậy nó còn 3 nhân bi tức là 3 nhân phải 3 3 nhân cho 3,14 đó thì bằng 9,42 đáp án B rồi chúng ta tới câu số 19 công thức tính cộng vận công thức cộng vận tốc thì cái công thức này trong sách giáo khoa đã có rồi V13 bằng V12 cộng V23 vận tốc tuyệt đối bằng vận tốc tương đối cộng cho vận tốc kéo theo, được chưa? Đáp án A. Câu 20. Một thuyền buồm chạy ngược dòng sông, sau 1 giờ đi được 10 km. Tính vận tốc của thuyền so với nước, biết vận tốc của dòng nước là 2 km/h. Thì bài này chúng ta đọc như thế này thì chúng ta nhớ tới bài công thức cộng vận tốc. Bây giờ thầy sẽ đặt thuyền nó là số 1. Nước thầy đặt nó là số 2, còn bờ thầy đặt nó là số 3. Ở đây chúng ta đọc sau 1 giờ đúng không? Thuyền nó đi được là 10 km. Như vậy chúng ta sẽ tính được vận tốc của thuyền so với bờ. Đúng không ạ? À? là bằng quãng đường chia thời gian là bằng 10 chia 1 thì là 10 km trên giờ. Rồi. Người ta yêu cầu mình tính vận tốc của thuyền so với nước. Thuyền là số 1, nước là số 2. Như vậy yêu cầu V12 là bằng nhiêu? Biết vận tốc của nước. Như vậy vận tốc của nước hiển nhiên phải là so với bờ. Tức là V23 này bằng 2 km trên giờ. Được chưa? Vậy bây giờ chúng ta sẽ làm À, theo công thức cộng vận tốc của chúng ta, chúng ta có công thức cộng vận tốc đây. Vì ở đây là thuyền chạy ngược dòng sông như vậy chúng ta có V13 sẽ bằng V12 trừ cho V23. Từ đây thầy cần tìm vận tốc của thuyền so với bờ. Xin lỗi, thuyền so với nước là V12 sẽ bằng V13 trừ chuyển qua thành cộng V23. Như vậy nó có phải là bằng 10? V13 là 10 cộng V23 là 2, 10 cộng 2 ra 12, đáp án C. Tiếp tục, bây giờ chúng ta qua cái phần tự luận xem coi nó như thế nào. Một ô tô đang chuyển động thì gặp chữ đang thì đó là V0. Hãm phanh chuyển động thẳng chậm dần đều. Sau 20 giây, như vậy t ở đây bằng 20 giây. Tàu đạt vận tốc là V bằng 4 m trên dây Như vậy đây là T. để chưa? T là 20 giây. Thì đạt vận tốc là VT là bằng 4 m trên dây Chọn gốc tọa độ. Tại vị trí bắt đầu hãm phanh gốc thời gian là lúc ô tô bắt đầu hãm phanh chiều dương là chiều chuyển động. Tính gia tốc. Như vậy câu A thầy tính gia tốc A. À, nó có V hết rồi. VT, về đầu, V sau có thời gian. Chứ vậy chúng ta dùng ngay công thức vt trừ v0 a bằng vt trừ v0 chia t trừ t0 rồi thầy thay thế vào vt ở đây là 4 trừ v0 là 24 chia cho t ở đây là 20 trừ cho t0 vì mình đã chọn gốc thời gian là lúc bắt đầu hãng phanh như vậy t0 chỗ này của các em bằng 0 nè Do đó chỗ này là trừ 20 chia 20 thì được trừ 1 mét trên dây bình phương. Đó là xong câu số A. Câu B. Tính vận tốc của ô tô khi đi được cái quãng đường như vậy. Đây là S là 286 m kể từ khi hãng phanh. Như vậy tính VT phẩy nha. Đúng không? Đây là VT phẩy đi. Câu B hàng tính vận tốc tại cái quãng đường S phẩy này nè. Vậy chúng ta sẽ dùng ngay công thức độc lập thời gian để chúng ta tính. Ta có vt' phải bình trừ v0 bình bằng 2 nhân a nhân cho phải là s'. Quãng đường ở đâu thì phải ứng với vận tốc đó, hoặc ngược lại vận tốc ở đâu thì phải ứng với cái quãng đường đó. Được chưa? Rồi, từ đây thầy sẽ suy ra VT phẩy bình sẽ bằng V0 bình cộng 2AS phẩy suy ra VT phẩy lấy căn bậc 2 lên là V0 bình cộng cho 2 nhân A nhân S phẩy thế số vào V0 của chúng ta ở đây là bằng V0 ở đây của chúng ta bằng bao nhiêu đây V0 đây bằng 24 nè đúng chưa ạ P0 của chúng ta là 24 bình phương cộng cho 2 2 nhân cho A của mình A của mình có phải là trừ 1 không ạ? Đúng chưa? A của mình đây chính là trừ 1 Rồi S phẩy của mình mình thế vào đây nè Tại người ta yêu cầu mình tính vận tốc nó đi được sau 286 m như vậy S phẩy của mình là bằng 286 nè 286 mình lưu ý trong chuyển động biến đổi đều thì gia tốc nó không đổi nha như vậy gia tốc lúc đầu cũng bằng với gia tốc lúc sau ở đây nha rồi chúng ta thế số vào chúng ta tính đây các em chờ thầy chút thầy bấm máy nha căn bậc 2 à, căn bậc 2 của 24 bình phương chỗ này là trừ trừ 2 nhân cho 286 rồi trừ cho 2 nhân 286 bằng như vậy nó ra là 2, nó ra là 4. Căn 4 thì nó bằng là 2 m trên giây. Được chưa? Đó chính là vận tốc khi nó đi được quãng đường là 286 m. Đó là xong cái bài tự luận số 1. Bây giờ mình sẽ qua cái bài tự luận số 2. Người ta thả một vật rơi tự do sau 6 giây nó chạm đất. Vậy T này bằng 6 giây nó chạm đất bỏ qua sức cản lấy g bằng 10 m trên dây bình tính vận tốc chạm đất nhiều người chúng ta cứ nhầm lẫn à như vậy nó rơi tự do đây như vậy vận tốc chạm đất này là bằng không là sai hoàn toàn đây là chuyển động thẳng nhanh dần đều sự rơi tự do là chuyển động thẳng nhanh đều như vậy vận tốc chạm đất chắc chắn nó phải bằng bao nhiêu đó hoặc là mình làm cái thí nghiệm này giả sử như đấy là đây là sình đi hoặc là cát đi có phải nó rơi từ đây nó lúng đi vào trong này một đoạn nữa không? Đúng không? Sau này chúng ta sẽ học qua cái học kỳ 2 đó Học cái phần định luật bảo toàn năng lượng đó Chúng ta à, định lý động năng chúng ta sẽ biết cái vấn đề này ha Như vậy khi nó chạm đất Vận tốc nó không bằng không được đâu Mà vận tốc của nó Vận tốc tại đất Hôm nọ thầy đã nói rồi Chúng ta dùng ngay công thức 2G nhân H Như vậy câu A chúng ta dùng công thức này Được chưa? Hoặc là các bạn có thể dùng công thức VT, V đất bằng G nhân cho T. Trong đó T của chúng ta chính bằng căn bậc 22 H chia G thì biến đổi ra cũng ra công thức này à. Đúng không ạ? Nhưng mà ở đây người ta cho thời gian chạm đất rồi. Như vậy chúng ta nên dùng cái công thức V đất bằng G nhân T đi. G đề bài ta cho 10 nè. Thời gian chạm đất là 6 nè. Nên dùng công thức này cho nó nhanh luôn nha. Như vậy nó là 60 m trên dây nè. Được chưa? Đó là vận tốc tại mặt đất. Rồi. Bây giờ chúng ta yêu cầu người ta yêu cầu tính độ cao. Đúng không? Độ cao thả vật thì chúng ta dùng công thức h bằng 1/2 gt bình thế vào là 1/2 g là 10 t của chúng ta là 6 bình 6 bình phương 36 36 chia cho 2 thì được là 13 13 x 10 thì ra 3 130 để trả em xin lỗi đây là bình phương là 36 chứ 36 chia cho hai được 10 được 18 chứ 18 x 10 ra 180 chứ trăm tám mét nha Ừ để chưa? 36 6, 6, 6 36 36 chia 2 được 18 nha 18 x 10 ra 180 rồi, tới câu B. Tính thời gian vật rơi được trong 100 m cuối cùng. Như vậy, chúng ta nhận thấy cái độ cao nó rơi, ở câu A chúng ta nhận thấy độ cao nó rơi từ đây đến đây là 180 m nè. Đúng không? Nó rơi trong 180 m nó hết 6 giây nè. Được không ạ? À? Như vậy người ta yêu cầu mình tính thời gian vật rơi trong 100 mét cuối cùng. Thì có phải là chúng ta tính thời gian rơi đi được 80 mét Chúng ta sẽ tính được thời gian rơi được 80m là T phải Thì lúc đó, thời gian rơi được trong 100m cuối cùng là các bạn lấy thời gian rơi trong 180m, tức là 6 giây. Các bạn trừ đi thời gian rơi trong 80 mét đầu tiên là T phẩy thì nó sẽ ra thời gian rơi trong 100 mét cuối cùng được chưa cái câu này nó hơi rắc rối một chút nhưng mà nó cũng không có gì khó hết Thầy nhắc lại nha muốn tính thời gian rơi trong 100 mét cuối cùng mà cái quãng đường rơi của nó tổng cộng là 180 mét thì thầy lấy quãng đường rơi trong 180 mét xin lỗi thầy thầy lấy thời gian rơi trong 180 m là 6 giây nè. Thầy trừ đi thời gian rơi trong 80 m đầu tiên là t phẩy. Vậy nó sẽ ra cái quãng đường xin lỗi thời gian rơi trong 100 m cuối cùng. Vậy bây giờ thầy sẽ tính thời gian đây là câu B ha. Thời gian rơi trong 80 m đầu nè. Chúng ta có công thức T phẩy sẽ bằng căn bậc 2 2 H phẩy chia G nè 2 H phẩy của chúng ta là 80 nè chia G là 10 nè đúng không ạ như vậy nó sẽ bằng là căn 16 thì ra 4 giây được chưa vậy đây là thời gian rơi trong 80 mét đầu chúng ta suy ra vậy thời gian rơi trong 100 mét cuối nè thầy gọi là delta t đi thì nó chính bằng thời gian rơi trong 100 m, 180 m là 6 giây trừ đi thời gian rơi trong 80 m đầu là 4 giây như vậy nó ra là 2 giây. Vậy đáp số bài này là 2 giây. Được chưa? Rồi, bài học hôm nay đến đây là kết thúc nha.